cho rằng là thành viên của đảng Việt Tân, rồi Voice cũng là cánh tay Việt Tân, nhưng mà không ai cùng ngon. Thứ nhất, anh không bảo thì thôi là Việt Tân. Thì thôi, mình đã nói rồi thì mình bắt Việt Tân mình nói rồi. Tôi nghĩ là lúc bây giờ là ngoại vi của Việt Tân. Thì tôi có nhận được cái cú điện thoại của một người ủng hộ Voice mạnh liệt mà rất là mạnh. Thì cô ta có nói là sợ tôi nghĩ, sợ tôi viết bài không có đúng, là không có, tôi cần tài liệu. Thành ra muốn tôi nói chuyện thẳng với, trực tiếp với Trình Hội. Tôi muốn nói với một người thứ hai nữa là gọi là mẹ nắm ở Việt Nam. Thì ba ta, cô ta có liên lạc tôi qua cái Facebook và ủng hộ tôi về Việt Tân, nhưng mà về Voice chống đối rất là mạnh. Thì tôi cứ chia sẻ, tôi nói là cái việc tôi làm đòi hỏi và bắt buộc tôi là phải gọi là độc lập. Vì thế nếu mà các chị hay là các cô, các anh mà ra điều kiện thì không còn cái gọi là độc lập nữa. Có nghĩa là tôi làm dưới sự chỉ đạo của anh chị. Việc đó tôi không chấp nhận được và cũng khuyên nếu mà ủng hộ tôi đừng ra điều kiện, ra điều kiện thì đừng nên ủng hộ tôi. Cái điều tôi muốn nói đây là mấy chục năm nay trước khi tôi ra đó, lên tiếng đó, cộng đồng Việt Nam ở ngoài 4 triệu người đã họ Việt Tân và những cái bạch tuộc, tôi gọi là cái bạch tuộc với mấy cái vòi bạch tuộc đã quen là khi họ lên tiếng hay là họ nói hay là đề cập những cái đề tài đó không ai dám, nên là họ gọi là lương lẹo đó, lão tối cái lương lẹo không ai dám gọi là điều tra và đòi hỏi họ phải trả lời những cái nghi vấn đó. Tôi là người đầu tiên, tại vì họ đã thấy tôi đã viết bài là bắt đầu gọi là điều tra rồi. Ở hải ngoại không có cái gọi là phóng viên điều tra chứ cái đó. Thì lúc bây giờ tôi nói chuyện với Trình Hội cũng lâu lắm. Tôi nói anh có dám khẳng định là anh chưa bao giờ nhận được tiền của Việt Tân gián tiếp hay trực tiếp không? Thì anh có nói là chuyện đó không có, chưa bao giờ nhận cái tiền đó của Việt Tân gián tiếp hay trực tiếp. Và cũng cho tôi biết là trong quá khứ Voice chưa bao giờ và hiện nay chưa bao giờ bất kỳ sinh hoạt nào với Việt Tân cả. Thì một trong cái điều kiện tôi đưa ra, tôi nói nếu anh có thể viết trả lời những cái này trong cái qua cái email trả lời, anh khẳng định qua email như vậy, tôi sẵn sàng đính chính là Voice không phải là tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Và Trình Hội bằng lòng việc đó là đưa tôi cái email. Và khi mà Trình Hội đưa tôi xem, gửi tôi cái email và khẳng định những cái việc mà tôi đòi hỏi đó, những câu hỏi thắc mắc, những cái nghi vấn đó, thì tôi sẵn sàng tôi đáp hỏi. Tôi đã giữ lời hứa, tôi có đính chính là Voice không phải là tổ chức ngoại vi của Việt Tân. Đây là cái email mà tôi nhận được của Trình Hội năm 2016, 17 tháng 2. Thì trong cái email này, những gì mà tôi có nói chuyện với Trình Hội qua điện thoại đã khẳng định ở trong kia, đây là những cái lời của Trình Hội nói cả. Nhưng mà cái email này đưa ra 3 cái nghi vấn và buộc tôi phải điều tra thêm. Tôi sẽ nói thêm chi tiết về cái 3 cái nghi vấn là những cái gì trong mấy cái slide khác. Sau khi tôi nhận được đó mấy sau khi tôi đính chính, tôi đưa ra cái thông cáo tôi đính chính về Voice không phải là ngoại vi của Việt Tân, tôi nhận được nhiều điện thoại, những người ủng hộ tôi đã lo quan tâm, những cái sự quan tâm đó lúc bây giờ có căn cứ là tại vì thứ nhất tiếng Việt tôi không phải như tiếng Việt ngày hôm nay, khi tôi ngày đầu tiên tôi lên tiếng, tiếng Việt tôi không phải như ngày hôm nay. Cái thứ hai, tôi không có gọi là không có gì liên lạc hay là cái gọi là sự liên hệ với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tham gia hay là hoạt động trong cộng đồng Việt Nam mấy chục năm nay, thành ra tôi không có rành, thành ra bởi vì tôi nói có căn cứ. Mọi người cứ lo là tại vì Trình Hội là một luật sư có thể lương lẹo, khéo léo và lừa gạt tôi. Tôi tôn trọng những cái quan tâm đó và nói cho nghe họ lo lắng cho tôi thì nhiều hơn, cái đó là cái tấm lòng. Không muốn ai tôi bị gọi là bị ăn hiếp vậy đó. Tôi biết cái chuyện đó thì tôi có khuyên mấy người nên ngồi đó coi tôi làm việc. Nói cho nghe là không phải là tôi bị lừa gạt mà Trình Hội tình nguyện vào bẫy của tôi thì đúng hơn. Sau khi mà Trình Hội đưa tôi cái email đó thì
thì tôi có lên cái thông báo số 7. Cái thông báo số 7 này mọi người có thể vào trong cái gọi là cái blog Đạm Phong đó, vào trong đó thì thấy gọi là thông báo số 7. Tôi có viết nhiều chi tiết về đây. Thì tôi đã cho chị hỏi biết, tôi nói anh đã lừa dối tôi, sẽ không có lần thứ hai thưa anh. Tại vì trong cái email anh đã cho tôi thấy rõ ràng những cái việc mà anh nói đều không có cả. Sau khi tôi lên cái thông báo số 7 thì người Việt là cái người mà gọi là Phạm, tên là Phạm Phú Thiền Giao, người đó lúc bây giờ là giữ cái chức vụ là chủ nhiệm trưởng bút của cái tờ báo Người Việt. Họ đưa cái tờ đây là Phạm Phú Thiền Giao là cái người mà đứng cái phía bên tay phải của Trịnh Hội. Thì Phạm Phú Thiền Giao, cái việc này tôi đã biết là trước khi bố tôi mất, bố tôi có chuẩn bị cái việc này rồi, cho tôi biết là Việt Tân sẽ Việt Tân hóa hết mấy cái mà bố tôi gọi là lá cải, cái truyền thông lá cải, để họ đánh bóng và quảng bá cho nhau. Thế là cái việc này không có gì lạ. Nhưng mà cái tôi ngạc nhiên là cái người chủ bút này khi mà cho cái bài mà chị hỏi sắp sửa viết đưa lên, không có gọi là điều tra kỹ, không thèm điều tra chứ không phải không có điều tra kỹ, rồi đưa cái bài đó lên. Mục tiêu là rất đơn giản là cho việc cho chị hỏi cơ hội để như là chữa bệnh đó. Nhưng mà họ đưa cái bài đó lên thì chẳng những phí bán thôi nữa, mà không ngờ cái mà tôi nhìn cái vào cái nội dung thì tôi thấy cái $100. Tôi sẽ nói thêm về cái đó. Cái tựa đề của cái bài viết mà chị hỏi đưa lên đó là với sự giúp đỡ của người Việt đó, mà anh chàng Phạm Phú Thiền Giao đó, cái tấm ảnh cái bưu đưa đó, gọi là Việt Tân, Voice và tôi, mục tiêu là để chữa bệnh, để nghĩa là đáp hồi với cái bài thông báo số 7 mà tôi đưa ra. Lúc bây giờ tôi nói là tôi biết cái anh là ngoại vi của Việt Tân rồi, là cái vòi rồi, tôi biết. Cái bài này viết vào năm 2016 tháng 4, 25 Tây. Cái nội dung của cái bài viết của trình hội mà người Việt đưa lên đó rất là đơn giản, gọi là tìm đủ thứ cách để che đáp hồi cho cái thông báo số 7 của tôi và thôi. Nên là trình hội nói Hoàng Tư Duy chưa bao giờ biết Hoàng Tư Duy, không biết Hoàng Tư Duy cho đến khi nào, cho đến về Việt Nam, về tới Việt Nam năm 2007, khi mà công an nói anh Hoàng Tư Duy là đảng viên Việt Tân. Lúc bấy giờ trình hội mới biết, theo lời trình hội đó, là hoàn toàn tìm đủ thứ cách để giấu, là nói là không biết, không dính líu gì cả. Nhưng mà thực sự là tôi trong cái thông báo số 7 tôi đã đưa ra rất là nhiều chi tiết. Rồi chính tự trình hội đã nói là vào nhà Duy nhiều lần, mỗi lần đi lên thành anh ở chung với nhau mà làm sao không có chuyện biết nhau được. Rồi chẳng những như vậy mà nói là thành viên trong hội đồng quản trị đầu tiên của Voice là Duy. Đây, nghĩa là cái tên, cái mục tiêu của cái bài viết này là tự chữa mình, rồi tự chữa mình rồi phỉ báng thôi. Và chẳng những nó còn sỉ vả thôi nữa. Cuối cùng trước khi anh kết thúc, anh nói nếu anh sáng suốt thành tâm, nếu anh sáng suốt thành tâm, anh nói ý anh nói là tôi ngu. Sao cái chuyện này thực tế là như vậy, so sánh với cái này tôi không có bằng, ngu là chuyện thường. Nhưng cái mà để gây cái sự chú ý nhất cho tôi đó là không phải là mấy cái kia, mà cái $100 một tháng từ quỹ của văn phòng, là 10 năm mỗi một năm có $100. Tại sao cái này quan trọng? Là ý của cái bài viết này muốn tạo cái ngộ nhận chính hội là một người luật sư trẻ hy sinh cái cuộc đời mình 10 năm nay, chỉ ăn một cái lương rất là đơn, nghĩa là ít $100 một tháng, không đủ sống nữa, thành ra hy sinh hết để cho làm cái việc thiện nguyện này. Nhưng mà đâu ai biết ngoài sau lưng đó, nếu mà không có cái thiện nguyện này thì không có ba căn nhà,
ba căn nhà, có nghĩa là mỗi một năm một căn nhà. Cái 100 đô này là bề ngoài nó đóng kịch thôi, chứ sau lưng tôi cái đó là cái phần ba, tôi sẽ nói về cái đó. Cái đó giữa ông nhạc sĩ Nam Lộc, tôi gọi là nhà là Lộc Kase Kase đó, và Trình Hội. $100 nếu mà mấy người để ý, những người mà theo tôi mấy năm nay ấy đó, mà những cái gọi là cái hợp báo mà tôi có nói chứ, trong một cái việc mà bố tôi cái lúc mà bố tôi còn sống dạy tôi cái cách là mổ xẻ, tôi nhớ cái lúc bấy giờ Việt Tân họ khoe là họ đã tôi nói là có mặt ở trong lãnh thổ của nước Việt Nam rồi. Trong cái đó họ đưa coi cái tấm ảnh thì đưa cho bố tôi coi, khoe nói anh Đạm Phong, anh coi chúng tôi đã có Hoàng Cơ Minh đã có mặt ở Việt Nam rồi. Thì tôi có đề cập tới cái đồng hồ, tại vì tôi nhớ cái bữa đêm đó bố tôi chỉ về mổ xẻ cái tấm ảnh. Cái đầu tiên đó là bố tôi chỉ cái đồng hồ, là cái đồng hồ Rolex. Thì bố tôi mới nói khi mà đi vào rừng Việt Nam mà sẵn sàng đi trên đó là đánh giặc như vậy đó, không ai mang cái đồng hồ mà gọi là Rolex đắt tiền như vậy đi, nó không có làm gì được cả. Rất là đơn giản là bố tôi biết cái chuyện không có, với lại thấy cây cối không phải ở Việt Nam, rồi thấy cái muỗng nĩa này, này kia. Thì khi mà cái bài viết mà tôi Voice và Việt Tân của Trình Hội đưa lên $100 một tháng, thì lại nhắc tôi nhớ tới cái đồng hồ, cái chuyện đồng hồ của bố tôi kể đó. $100 một tháng có nghĩa là một năm $1,200. Thì làm sao $1,200 mỗi tháng có $100 mà anh mua những cái đồng hồ đắt tiền như vậy? Thì tôi mới thắc mắc, từ đó đó nó mới đẻ ra cái chuyện ba căn nhà. Nói về ba căn nhà này, từ $100 mà tôi không ngờ, thì tôi tìm, tôi bắt đầu tôi điều tra thì tôi thấy $100 nó ra ba căn nhà. Tôi không muốn nói thêm về cái đề tài này, tại vì cái này tôi không muốn nói vừa rồi lên. Mấy người mà đăng ký vào cái YouTube thì ta thấy tôi có nói về cái này, tôi chỉ nói sơ thôi, tại cái $100 nó gây ra nhiều cái, đưa ra nhiều cái nghi vấn cho chị nội hơn là giúp. Đô ba cái nhà này, là $100 một tháng mà mỗi một năm mua ba cái nhà. Tôi một lần nữa đăng ký thì vào trong mấy cái YouTube sẽ thấy mấy cái này cả. Một trong cái việc mà sau khi Phạm Phú Thiền Gia để cho nghĩa là đưa cái bài đó lên, không điều tra về cái chuyện $100 và không có điều tra những cái nội dung mà Trình Hội viết về, thì tôi có viết về mấy lần, tôi theo đó là mấy cái thông báo số 8, 9, 10, 11, 12 những kia tôi có nói, tôi đưa ra, và mỗi lần tôi đưa ít nhất 2 lần tôi có đưa cho cái anh chàng, cho Phạm Phú Thiền Gia. Tôi thách thức các anh, thách đố các anh về cái đạo đức chuyên nghiệp trong ngành báo của các anh, hãy đăng bài của tôi mà không cắt xén. Cắt xén thì tôi đưa như vậy, nhưng mà cái lỗi làm tôi quên là tôi dùng cái chữ đạo đức, tại vì cái chuyện mà truyền thông Việt Nam có chữ đạo đức, chuyện nó không có, họ không phải chuyên nghiệp vì thế họ không có hiểu cái chữ đạo đức của cái người cầm bút ra sao. Nhưng tôi vẫn viết thử, biết đâu coi ra sao, coi biết đâu có thể anh Phạm Phú Thiền Gia là người khác, không phải những người kia. Mà không ngờ là đúng như tôi đoán, anh không đưa những cái bài viết của tôi lên, là đưa đánh bóng cho Trình Hội, để Trình Hội tạo cái tiền nghi cho Trình Hội phỉ báng tôi. Chẳng những phỉ báng tôi mà còn gọi tôi là người ngu nữa. Nếu anh sáng suốt thì không sao. Đây là cái tờ báo lớn nhất ở hải ngoại. Cái email này của Trình Hội đưa, lúc nãy như tôi nói, tôi sẽ đưa ra ba cái vấn, cái nghi vấn. Tôi đề cập và tôi sẽ giải nghĩa từ cái mà, từ theo thứ tự. Cái đầu tiên đó là cho mọi người thấy là cái email của Trình Hội gửi cho tôi năm 2016, 27 tháng 2. Cái đầu tiên tôi để ý mà chú ý nhất là cái dưới chữ ký của Trình Hội, cái chữ đồng sáng lập viên. Như vậy tôi thắc mắc mấy vị mà đồng sáng lập viên khác là ai, mấy người đó là ai. Cái thứ hai là tôi để ý cái câu hỏi mà như Trình Hội đã để, trong quá khứ
hay hiện tại Voice cũng không có tổ chức bất kỳ sinh hoạt nào với Việt Tân. Là nghi vấn thứ hai. Nghi vấn thứ ba thì Trình hỏi có nói là và anh cũng hỏi em về Voice có và cá nhân em có bao giờ nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp của đảng Việt Tân không? Là nghi vấn thứ ba thì Trình hỏi trả lời là chưa bao giờ. Đây là cái email mà tôi có thể nói là rất là quan trọng, và email này chứng minh cho tôi thấy là họ, những cái câu trả lời của Trình hỏi lừa dối tôi cả, không có thật. Trong cái email của Trình hỏi, cái mà gây sự chú ý với tôi đầu tiên là dưới cái chữ ký của Trình hỏi, có cái chữ đồng sáng lập viên, thì tôi thắc mắc đồng sáng lập viên như vậy mấy vị mà sáng lập này khác kia là ai? Thì bắt đầu tôi điều tra thì cho thấy là chẳng những Trình hỏi mà tôi thấy cái tên Hoàng Thứ Duy là tác động viên của Việt Tân, chẳng những Hoàng Thứ Duy là hội đồng quản trị, gọi là thành phần của hội đồng quản trị, thành viên của hội đồng quản trị trong cái email mà Trình hỏi đề cập tới, mà là người sáng lập viên ra vôi, là người sáng lập ra vôi chứ không phải là chỉ hội đồng quản trị mà thôi. Mình nên nhớ là Trình hỏi là chưa bao giờ biết, không biết gì về cả Việt Tân, Hoàng Thứ Duy là Việt Tân. Hoàng Thứ Duy cho thấy rõ ràng là anh ta để cho những cái là email, nghĩa là Google là biết hết đủ thứ ở trên cái Việt Tân rõ ràng giới thiệu đấy. Anh là đảng trung ương, đảng từ năm 2001, còn Hoàng Thứ Duy đấy, cái đó là chữ ký của Hoàng Thứ Duy đấy. Dưới đây Hoàng Thứ Duy trong cái Facebook cá nhân của Hoàng Thứ Duy cũng xác nhận ông ta là đồng sáng lập viên của Voice, nhưng mà bây giờ chắc boy rồi, nó không còn ở đó nữa. Không, nhưng mà nếu mà vào cái link này đó, Hoàng Thứ Duy dưới đây sẽ thấy vẫn còn đề đó, nghĩa là ông ta khoe vẫn nói là ông xác nhận là ông ta là đồng sáng lập viên, nghĩa là vừa nói là cho biết là vào đảng trung ương từ năm 2001, và đây không thể nào mà Trình hỏi không biết được, nhất là Trình hỏi đã khẳng định là đã vào nhà ở với, mỗi khi tới Hoa Sinh Tố là vô nhà ở chung, ở nhà chung với lại Hoàng Thứ Duy, làm sao anh ở nhà chung mà anh không biết người đó là ai. Lúc bây giờ Trình hỏi và vô đang bị gặp nhiều nghi vấn mà đã trả lời không được trong cái thông cáo số 7 của tôi đưa ra. Họ ra cái thông cáo về tin đồn Voice là tổ chức của Việt Tân. Trong đó thì Trình hỏi có nói rằng ông Hoàng Thứ Duy tham gia hội đồng quản trị của Voice khi đó với tư cách cá nhân, và cho Trình hỏi cũng là không phải là tư cách đại diện Việt Tân. Trình hỏi không đề cập tới sự thật là ông Hoàng Thứ Duy chẳng những tham gia hội đồng quản trị của Voice mà là người thành lập, sáng lập Voice, mà Trình hỏi không đề cập tới cái việc này. Trong quá khứ là cái nghi vấn thứ hai, trong quá khứ hay hiện tại Voice cũng không có tổ chức bất kỳ sinh hoạt nào với Việt Tân, thì cái lời mà của Trình hỏi khẳng định trong cái email đó với tôi. Lúc bây giờ Trình hỏi chối, nên là ráng nói là chúng tôi chưa bao giờ hoạt động bất kỳ nào chung với Việt Tân cả. Nhưng mà trong những cái bằng chứng này tôi đưa ra không phải là bằng chứng gọi là bằng chứng cụ thể, mà gọi là bằng chứng không thể cãi được thì đúng hơn. Trong cái tờ báo, theo tờ báo Việt Báo Online này thì cho biết cái nhạc hội mà Xin Đừng Quên Tôi thu được, họ cho biết thu được bao nhiêu tiền, và nếu mà nhìn kỹ cái năm đó thì thấy cái năm 2004 là họ đã biết nhau từ năm 2004 rồi. Mà cái trong cái ban tổ chức á thì cho thấy là luật sư Trình hỏi là trưởng ban tổ chức, rồi sẽ thấy cái tên Nguyễn Nam Lộc, người ta gọi là nhạc sĩ Nam Lộc. Tôi sẽ nói về sau cái này. Cái người thứ hai đó thì cái tên mà là họ không ngờ được tôi tìm được. Để kết thúc
chúng tôi xin trích câu của anh Hoàng Tứ Duy. Cái tờ báo này cho chúng ta biết, chứng minh cái gì? Chứng minh cho chúng ta biết họ đã hoạt động với nhau trong quá khứ và hiện nay. Có nghĩa là cái lời của gia trình hỏi nói không có. Để kết thúc, chúng tôi xin trích câu của Hoàng Tứ Duy, đại diện các bạn trẻ miền Đông Hoa Kỳ đã đóng góp rất nhiều công sức cùng ban tổ chức. Như vậy họ đã hoạt động rồi. Cái thứ hai là cái tờ này cho biết là họ đã hoạt động từ bấy lâu năm nay, chứ không phải là không, như trình họ nói là chưa bao giờ có, quá khứ và hiện nay có. Hoàng Tứ Duy là một trong những người sáng lập ra Voice. Nếu các anh là những người sáng lập, có gọi là cái đồng sáng lập vậy đó, thì trước khi sáng lập các anh phải ngồi lại với nhau, là phải lựa cái tên, cái chức vụ của mọi người, cái địa chỉ của cái Voice ở đâu, cái nội quy của cái Voice, và cái chính sách của Voice sẽ làm cái gì. Có nghĩa là các anh đã hợp tác rồi, làm thế nào mà trình hỏi dám quả quyết với tôi là chưa bao giờ hoạt động. Đây là cái tờ thuế, khai thuế ở Mỹ. Thấy cái chữ tên Thùy Dương Nguyễn, tên Mỹ của tôi, người này là Lisa, Executive Director, là giám đốc điều hành của Voice. Tấm ảnh là Lisa đây. Đây là chữ ký của cô ta. Lisa là MC cho nhiều cái đại hội thanh niên, sinh viên Việt Nam thế giới kỳ 5, kỳ 6 và hình như kỳ 7 luôn. Đây chứng minh cho chúng ta thấy rõ ràng cái sự hoạt động, cái sự chặt chẽ, hoạt động chặt chẽ giữa Voice và Việt Tân. Như vậy mà trình hội dám quả quyết là chuyện mà hoạt động với nhau quá khứ và hiện nay không có. Thì đây tôi đưa ra những cái này cho thấy. Một lát nữa sẽ có cái video nói về cái cô Lily Nguyễn. Lily Nguyễn là người, Lily Ngọc Hiếu Nguyễn là người Việt Tân, sẽ đề cập, sẽ nói về Lisa Nguyễn, là MC cho, gọi cô ta gọi Lisa Nguyễn là kỳ cụ cho mấy cái đại hội thanh niên, sinh viên. Chứng minh thấy rõ ràng là những cái việc mà hoạt động chặt chẽ giữa Việt Tân và Voice, chuyện này mà trình hỏi là quả quyết là không có. Đây là cái đại hội thanh niên sinh viên Việt Nam thế giới kỳ 6. Cái đại hội này là theo tôi được biết, Voice là thành phần chủ lực đứng ra tổ chức đại hội kỳ 6. Mà nếu để ý cái chữ diễn giả đó, dưới cái diễn giả đây là những người mà diễn giả đây. Lisa Thùy Dương, sáng lập viên và giám đốc điều hành của tổ chức Sen Hoa. Cô này là MC cho nhiều cái đại hội thanh niên 4, 5, 6, 7. Là ngày xưa là giám đốc điều hành của Voice. Và để ý cái tên dưới cái diễn giả có cái trình hội. Trình hội là dĩ nhiên, tại vì trình hội là Voice là thành lập phần chủ lực đứng ra tổ chức cái đại hội, thì trình hội có đó. Nhưng mà cái người thứ ba đó, Hoàng Tứ Duy. Như vậy làm sao mà trình hội dám quả quyết là cái chuyện mà hoạt động với quá khứ và hiện nay chưa bao giờ có. Lily Ngọc Nguyễn là cái, là cô này là người của Việt Tân 100%, là cái người mà tố cáo anh Thái Văn Dung. Sau này tôi sẽ nói về cái chuyện đó, không phải là đề tài của trong cái bữa video, của cái video này. Còn người bên tay phải là Lisa Thùy Dương của Voice. Thì trong tôi sẽ cho coi cái khúc, cái đoạn mà cô Lily Ngọc Hiếu Nguyễn chứng minh có nói về Lisa Thùy Dương là một thành viên kỳ cựu trong mạng lưới trẻ lên đường, có nghĩa là Việt Tân. Cái đó là cái hội đoàn của ngoại vi của Việt Tân. Hộ, và đó vậy lại càng làm cho ban tổ chức mình còn thấy là phấn khởi hơn, vì Thùy Dương cũng biết Thùy Dương là một trong cái cựu tham dự viên của đại hội là mấy lần luôn, phải không, like 5-6 lần.
Ở trong cái Voice, cái blog thì chị hỏi có nói ngày tôi về Việt Nam đi làm vào năm 2007. Thật tình tôi cũng chẳng biết. Duy, có nghĩa là Hoàng Tử Duy đấy, là đảng viên của Việt Tân và ít sau là phát ngôn viên của đảng. Trình Hội đó, tôi khuyên mọi người đừng nghe những gì Trình Hội nói mà hãy nghe những gì Trình Hội dối. Là như vậy. Chẳng những họ, nghĩa là ráng Trình Hội tìm đủ thứ cách để là muốn tạo cái ngộ nhận không biết Hoàng Tử Duy là ai. Nhưng mà họ đã hoạt động với nhau, nằm ở trong cái ban tổ chức gây quỹ ở Hoa Thiên Đốn từ năm 2004. Họ đã đồng sáng lập Voice và ở trong cái hội đồng quản trị, hãy tới nhà ở chung với nhau, là gây quỹ biết bao nhiêu dưới tên của cái ban tổ chức đó, là có điều có Hoàng Tử Duy hết. Về sao như vậy mà làm sao anh Trình Hội dám xác minh với tôi trong cái email là không biết gì về Việt Tân và Trình Hoàng Tử Duy cả. Việc đó không có, tại vì những cái này như tôi nói đó là những bằng chứng không phải là cụ thể mà không thể chối được. Và cái nghi vấn cuối cùng mà ở trong cái email đó thì Trình Hòa cũng xác định là anh cũng muốn hỏi em về Voice và cá nhân em có bao giờ nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp từ đảng Việt Tân hay không? Câu trả lời của em cũng là thưa chưa bao giờ. Cái đó là cái câu trả lời của Trình Hội. Trước khi tôi trả lời Trình Hội có bao giờ nhận tiền hay không thì chúng ta cần phải biết cái gọi là cái nguồn, cái đồng tiền ở đâu ra. Trong cái tấm ảnh này đó là hai người, luật sư Đỗ Phụ và phó tổng giám đốc SPTN trái và luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký của hội đồng quản trị SPTN phải. Hai người này là anh em với nhau. Họ thành lập ra cái đài truyền thông gọi là SPTN. Đây là anh Trúc Hồ. Trúc Hồ, tôi nghĩ là anh là giám đốc của SPTN thì phải. Gọi là nhạc sĩ Trúc Hồ, tôi có thể sai đây. Còn người này là Trinity Hồng Thuận. Đây là đảng viên của Việt Tân, làm trong cái đài này. Những cái bài mà đưa lên đó là phải duyệt, phải kiểm duyệt và phải qua cô này cả. Là chưa gì hết, chúng ta đã thấy cái sự hoạt động với cái sự chặt chẽ của họ rồi. Để tôi cho coi. Cái Human Rights của Việt Nam PAC là cái ủy ban nhân quyền của Việt Nam cho Việt Nam. PAC này dựng lên hai anh em Đỗ Phủ và Nguyễn Anh Tuấn dựng lên cái này, cho bằng chứng cho thấy rõ ràng đi. Cũng là hai người này là hai người chủ thành lập cái SPTN, cũng là hai người thành lập cái này. Bằng chứng tôi nghĩ cái này, chuyện này tôi không cần phải nói, nhưng mà nhiều người có thể những người trong nước không biết, nhưng mà ở hải ngoại thì họ biết cái SPTN là do hai anh em Đỗ Phủ và anh Tuấn thành lập, và có một người thứ ba nữa, đây, cái chữ ký của họ đây chứng minh cho chúng ta thấy một người từ đây Vice President, người Secretary này. Người ngồi phía bên tay trái là Đỗ Phụ, là người mà sáng lập SPTN. Còn người mà mang mắt kính á, là Đỗ Hoàng Điềm, là chủ tịch của băng đảng Việt Tân. Một lần nữa thì thấy bên hai anh em Nguyễn Anh Tuấn và Đỗ Phụ đứng kế bên chụp hình chung với Đỗ Hoàng Điềm, là chủ tịch của băng đảng Việt Tân. Và cô kia là Xuyến Đông, phải, cũng của đảng viên của Việt Nam Tân luôn. Một lần nữa thì thấy cái hình của cái người tên là Nguyễn Trung Dục, đảng viên cao cấp của Việt Tân, và là thấy hai anh em, người ta trái và người đứng gần cô áo đỏ, là cũng đảng viên Việt Tân luôn, của Nguyễn Anh Tuấn. Họ nhìn mấy cái tấm ảnh này cho thấy cái sự mà gọi là hoạt động chặt chẽ và liên hệ của họ rất là chặt chẽ.
thì nhìn thấy Hoàng Thư Duy, giám đốc của đài SPTN, nhạc sĩ Trúc Hồ, Trinity Hồng Thuận, vân vân. Rồi tờ báo Người Việt cũng trong đây luôn. Cái người mặc áo trắng, mắt kính là cái đợi người đó tên là Đông Đức của tờ báo Thời Việt, Người Việt. Cái tấm ảnh này cho chúng ta thấy rõ ràng cái sự hợp tác của Việt Tân và cái đài SPTN rất là chặt chẽ, có thể nói là gần như là anh em sinh đôi thì đúng hơn. Cái chương trình mà Chiều Con Tim Một Tiếng Nói là của SPTN, của Việt Tân dựng lên với cái họ tìm được cái hội đoàn gọi là Vietnam for Democracy, và cái cô Xuyến Đông đây là một trong những người, Bình Nguyễn, thấy Human Rights Pact ở phía bên tay phải, chúng ta thấy anh Trúc Hồ mặc áo mà Biển Đông, hát cho Biển Đông, quyền con người, đó là của cái, đó là chương trình của Việt Tân dựng lên, Democracy for Vietnam, đó là của Việt Tân dựng lên, quên lúc nãy nói, hoàn toàn của Việt Tân cả, cho thấy rõ ràng họ rất là chặt chẽ, không thể chối được. Như tôi nói, đây là không phải là bằng chứng cụ thể mà bằng chứng không thể cãi được. Một trong cái gây chú ý cho tôi là cái ngân phiếu. Tôi nghĩ là nếu mà không có ngân phiếu này thì tôi nghĩ tôi không có điều tra Human Rights ở Việt Nam đâu. Cái ủy ban nhân quyền của Việt Nam mà của SPTN dựng lên. Cái ngân phiếu đầy tên Đào Bá Kế. Đào Bá Kế là Trần Quang Đô, được cũng gọi là tên Trần Quang Đô ở Việt Nam, gửi 250 đô. Là Đào Bá Kế là người này, người, là cái người mà trưởng ban cái đưa dẫn 68 người về Việt Nam, cái gọi là Đông Tiến 3. Nhưng mà về tới đó thì 38 người bị mất mạng, 3 người bị mất mạng, 38 người sống. Và Nguyễn Quang Đô là gọi là Đào Bá Kế bị bắt. Tôi sẽ cho coi một cái khúc video của phim của chính quyền Việt Nam. Cái khúc đó sẽ đề cập tới anh Nguyễn Quang Đô, hay là gọi là Đào Bá Kế. Thì trong đây có, anh ta là hoàn toàn Việt Tân. Tại vì ở trong cái Facebook, ông ta có khoe đảng Việt Tân, có nói nhiều về Việt Tân. Và cho, ở dưới cái hình mà trắng đen thì cho thấy rõ ràng lễ chào mừng Tân kháng chiến quân tại căn cứ Chí Linh năm 1988 dưới sự chủ tọa của chiến hiệu Đào Bá Kế. Tay chân thân tín của Minh là Trần Quang Đô vét hết đội quân ô hợp còn lại gồm 68 tên thực hiện cuộc hành quân Đông Tiến 3. Đô và đồng bọn đến gần biên giới Việt-Lào đã bị bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam bao vây tiêu diệt. 30 tên bị diệt tại chỗ, 38 tên, trong đó có Trần Quang Đô, bị bắt. Tổ chức phản động lưu vong của Hoàng Cơ Minh đã tan rã hoàn toàn. Em nhớ cái câu hỏi trong cái email, một trong cái câu trả lời của trình hội là anh ta quả quyết và xác minh rằng chưa bao giờ nhận tiền trực tiếp hoặc là gián tiếp của băng đảng Việt Tân. Trong đây cho chúng ta thấy anh đã nhận được voice, nhận được 5.000 đô của cái hội đoàn Human Rights for Vietnam PAC. Có nghĩa là nói cho đúng nghĩa là cái mà cái của Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đỗ Phụ dựng lên của SPTN đó. Mà nói cho đúng đây, cái này là cái gọi là cái ngụy trang của Việt Tân dùng để đưa tiền vào cho những đảng viên mình ở trong trong nước Việt Nam để đánh phá Việt Nam, để dựng nên mấy cái gọi mà gọi là dân chủ cùi đó, gọi là những cái mà tôi gọi là cách mạng màu. Họ dựng lên với đó, tiền đưa qua bên đây qua bên đó hết, và Voice có nhận được tiền. Và tôi cũng biết đây là lý do tại sao cái cô mà mẹ nắm đó, người gọi tên là mẹ nắm, ủng hộ Voice. Mặc dù là chống Việt Tân nhưng mà ủng hộ Voice rất nhiều. Không biết Voice Việt Tân là một. Là vì như vậy, tôi biết mẹ nắm có nhận tiền của Voice và nhận tiền của Việt Tân gửi về. Mà cái đó cái đề tài khác, tôi chỉ nói sơ. Thì tôi, như tôi nói, khi mà tôi tới với các anh, tôi thấy những cái mà gọi là
push back mà chống lại tôi, nghĩa là không ủng hộ tôi mà tôi tiếp tục nhắm vào Voice, là tôi biết anh gây cái gọi là gây cái sự chú ý, là tôi sẽ điều tra cái người mà chống lại cái đó. Trong cái trường hợp này thì là mẹ Nắm, thì tôi có coi, tôi thấy cái sự liên hệ có, cái chuyện mà nhận tiền của Việt Tân hoặc là Voice đều nó có. Để nói tóm lược về cái email này, tôi nói cái email này nó đưa ra nhiều ba cái nghi vấn, là tôi đã trả lời thành ba nghi vấn. Cái đầu tiên đó là cái nghi vấn đầu tiên là cái đồng sáng lập, cái đó là gây cái sự chú ý cho tôi đầu tiên. Cái thứ hai đó là trong quá khứ hay hiện tại, Voice cũng không có tổ chức bất kỳ sinh hoạt nào với Việt Tân. Cái đó là lời nói của điện thoại khẳng định với tôi việc đó. Cái thứ ba, nhận tiền trực tiếp hay gián tiếp của đảng Việt Tân hay không, thì cái câu trả lời của trình họ là thưa chưa bao giờ. Đó là ba cái nghi vấn và tôi đã đưa ra những cái bằng chứng, như tôi nói là bằng chứng không thể cãi được. Thì nói tóm lược là bằng chứng không phải là cụ thể mà lại là không thể cãi được. Đều có, ba chữ có hết. Có nhận tiền, có làm hoạt động với Việt Tân. Chẳng như vậy mà Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên của Việt Tân mà là người sáng lập Voice, thì làm sao mà trình hội đến ngày nay nó là không thể, không bao giờ không biết Hoàng Tứ Duy là ai, và cũng không bao giờ hoạt động với Việt Tân. Cái email này chứng minh là trình hội dối với tôi khi mà gửi cái email này, dám quả quyết là những việc mà quá khứ và hiện tại không có, không hề có. Mà tôi cũng cảm ơn, tại vì nhờ cái này tôi mới điều tra được, mới biết sự thật. Tôi xin tạm nơi đây để hẹn lại cái phần 3. Tôi sẽ nói về cái số tiền mà trình hội và ông người ta gọi là nhạc sĩ Nam Lộc, những cái tiền họ lấy đâu ra mà mua mấy căn nhà đó. Tôi sẽ cho cái nguồn tài chính từ đâu ra. Những người muốn liên lạc tôi, cũng như tôi nói là tìm vào cái Facebook Đạm Phong Nguyễn hoặc là cái blog Đạm Phong. Cái điều mà tôi muốn lặp đi lặp lại mấy lần là chẳng những like những cái việc tôi viết, nhưng mà cần phải share. Tại share rất là quan trọng đối với tôi. Là share là một cái truyền thông của chúng ta, của chung. Ở bên hải ngoại, những cái lá mà tôi gọi lá cải truyền thông họ đã khống chế tôi rồi. Bởi như vậy càng share, càng cho nó đi đó, là chia sẻ đó, là rất nguy hiểm cho họ. Nhưng tôi nói sự thật cần phải phổ biến, và phổ biến mạnh. Nên là mọi người khi mà vào coi, tôi nhắc lại nữa, chẳng những like mà share. Ở đây có mấy triệu người, có mấy nghìn người của băng đảng Việt Tân. Ở Việt Nam, trong nước chúng ta có cả chục triệu người. Mà cả chục triệu người, chỉ cần một người 500 nghìn người share thì chúng ta luôn luôn sẽ thắng. Tôi cảm ơn mọi người, sẽ hẹn gặp lại cái phần số 3.